Xin chào các bạn, mình đang có trên tay một chiếc ốp lưng dành cho iPhone 7 Plus. Đây là một sản phẩm chính hãng của Nikin, chiếc ốp lưng Nikin England. Đây là một chiếc ốp lưng được bọc da hoàn toàn với cái thiết kế da nó rất là sang trọng. Sản phẩm này thì có tích hợp thêm cái đế hít để mình có thể sử dụng ở trên xe hơi nữa. Sản phẩm thì có màu nâu, màu đen. Ở mặt sau lưng thì với tem 3D nổi, này là cái sản phẩm chính hãng được chứng nhận. Ngoài ra còn có màu đỏ và màu xanh đậm nữa. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp để giới thiệu các bạn về chi tiết bằng cái chiếc ốp lưng màu nâu đậm. Và đây cũng là cái màu mà mình đánh giá là đẹp nhất của mẫu ốp lưng Nikin England này. Đây là cái thiết kế tổng thể của chiếc ốp lưng bọc da này dành cho 7 Plus. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái chất da được Nikin sử dụng ở đây là một chất da rất là đẹp, trông nó rất là sang và rất là tự nhiên. Ở giữa này thì có một cái đường chỉ được may đối xứng là một cái điểm nhấn cách điệu cho chiếc ốp lưng này. Xung quanh chỗ camera và vị trí cắt hở của logo thì được nhận xuất xi mạ vàng bóng lên, trông rất là sang trọng, kể cả những cái phím nguồn hay là phím âm lượng cũng thế. Lớp da ở hai bên cạnh sườn thì được may gập vào bên trong, không sử dụng keo nên là chiếc ốp lưng trông nó sẽ liền lạc và nó đẹp hơn rất là nhiều. Khi lắp thì mình để cách đỉnh máy một chút xíu rồi sau đó mình đẩy từ từ lên. Đó, sau khi lắp ở trên tay thì các bạn có một chiếc ốp lưng nó rất là đẹp, trông nó rất là sang và khác hoàn toàn so với ốp lưng các bạn hay thấy ở trên thị trường được làm từ nhựa cứng hay nhựa silicone. Các phím bấm thì được làm rời nên là sử dụng nó rất là dễ. Tất nhiên ở bên trong nó cũng sẽ lót da bảo vệ cho chiếc điện thoại của mình tốt hơn. Đó, rất là đẹp. Đây mình sẽ lấy cho bạn một chiếc khác là chiếc màu đen. Cái lớp xi mạ này nó trông nó rất là đẹp, nó không bị mạ quá là nhiều mà nó chỉ mạ hai cái điểm nhấn này thôi. Chính vì thế trông nó không bị lố quá như những hàng ốp lưng khác mà mình hay thấy ở trên thị trường. Tiếp theo mình sẽ lấy cho bạn xem chiếc màu xanh đậm. Ba màu này, nói chung là bốn màu này thì màu nào nó cũng đẹp, mỗi cái có một cái nét đẹp riêng. Cái lớp da này cũng sẽ chống được vân tay, chống bám mồ hôi. Bạn sử dụng ở trên tay nó sẽ rất là sạch. Đó. Còn chiếc cuối cùng là cái chiếc màu đỏ này. Cái chiếc ốp lưng này thì có độ mỏng khoảng tầm 0,9 đến 1mm. Có nghĩa là nó không dày quá, nó cũng không mỏng quá. Mình cầm ở trên tay nó khá là vừa tay. Và nó sẽ rất là bám tay, nó không bị trơn, không bị trượt. Và như vậy mình đã giới thiệu xong bạn chiếc ốp lưng Nikin England dành cho iPhone 7 Plus. Xin cảm ơn các bạn. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466 708 708 để đặt hàng. Lê Sang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam, hỗ trợ giao hàng, thu tiền COD tận nhà mà bạn không cần phải thanh toán trước bất cứ một chi phí nào. Cảm ơn các bạn!